Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp được sinh lỡ các bạn. Đây, trước mặt bạn là cặp được sinh lỡ nè. Sở thích nghiêm chỉnh nha. Sinh lỡ vừa tầm vỗ béo các bạn. Bò này có dàn khung dàn tàn hết, vừa tầm vỗ béo. Giá cực kỳ sinh viên luôn các bạn, 38 triệu các bạn, 38 triệu cặp được sinh lỡ đó nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Bò này có dàn khung dàn tàn, anh em về vỗ béo mau nha. Đó, giá hai hòn hai trứng nè. Hai hòn hai trứng, chân móng đồ hoàn thiện nè các bạn. Xương cối, sải tích nghiêm chỉnh, mặt gu. Con này pha man nè các bạn. Xin pha man, xương chà bá luôn, xương cối luôn các bạn. Mặt gu đòn dài. Chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Chân móng đi hoàn thiện. Đó. Bò này có dàn khung dàn tàn sẵn nha anh em, về vỗ béo mau. Giá 38 triệu các bạn, 38 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Mặt gu đòn dài. Sải tích nghiêm chỉnh. Dài hai hòn. Dái hai hòn, chân móng đều hoàn thiện, chân kỳ khú nè, móng sò nè. Pha man dàn xương cối cực kỳ cối luôn các bạn. Gu bật nè. Giá 38 triệu các bạn, 38 triệu. Cặp đực này chủ có giá là 38 triệu các bạn. Đồ cận cảnh cho anh em thấy chiều cao luôn nha. Cao mét 25 bò nè anh em. Cao mét 25 bò. Đực này cầm mét 25 bò, sải tích nghiêm chỉnh. Mặt gu. Bò này về anh em vỗ béo là mau anh em. Có khung có tàn sẵn, mặt gu. Cao mét 25 đích cao mét 3. Yếm dậu nghiêm chỉnh, dái hai hòn. Chân móng đồ hoàn thiện. Đó. Khung tàn có. Bò này về anh em về vỗ béo mau. Giá 38 triệu các bạn, 38 triệu cặp đực này các bạn, 38 triệu. Đây con tiếp theo nè, con này đầy đà, bật gu, lưng một lưng, sải tích nghiêm chỉnh, dái hai hòn hai trứng, gu bật, chân móng hoàn thiện, con này bẻ một đôi răng nha các bạn, con được xin này là bẻ một đôi răng nè, chân móng nè hoàn thiện hết, dái hai hòn gu bật, đòn dài, gu bật đòn dài, sải tích nghiêm chỉnh. Bẻ một đồ răng. Giá 38 triệu cặp đực này các bạn. Đó, cặp đực này thì chủ báo giá là 38 triệu. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Bò này khung tàn có vừa tầm vỗ các bạn. Bò này dàn khung dàn tàn có vừa tầm vỗ béo nha. Giá 38 triệu các bạn. 38 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Dái hai hòn hai trứng, bật gu, dây hở, đòn dài, đo cận cảnh anh em thấy nè. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, cao mét 25 bò nè, đích cao mét 3, đực xin này cao mét 25, đích cao mét 3. Đó, vậy hai con đực này đồng khích cho luôn các bạn, đều cao mét 25 bò, đích cao mét 3 nha. Bật gu, sải tích hai con đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 38 triệu các bạn, 38 triệu. Đó, cặp được lỡ nha các bạn. Giá 38 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Đó, dái hai hòn hai trứng nè, mặt gu nè. Chân móng đi hoàn thiện nè các bạn. Đó, sải tích thì nghiêm chỉnh nè, xe lưng, xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết. Con này bẻ một đôi răng nè. Con được xin này bẻ một đôi răng này, cao mét 25 bò nè, đích thì cao mét 3. Đó, cặp đực này thì chủ báo giá là 38 triệu các bạn, 38 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp đực xin đồng khích cho luôn các bạn, đều cao mét 25 bò, đích cao mét 3, giá 38 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.